Nhà văn hóa thôn Cao Dương Hạ ở xã Thụy Hưng, một trong những nhà văn hóa đầu tiên được công nhận nhà văn hóa thôn kiểu mẫu của huyện Thái Thụy. Đây là thành quả từ sự đồng thuận của người dân trong thôn, con em xa quê, cùng chung tay đóng góp trên 2 tỷ đồng xây dựng. Thôn tôi có như thế 1.000 khẩu, trên 1.000 khẩu tí thôi. Nhưng mà nhân dân ở đây thì chủ yếu là trồng cây lúa, mà đóng góp thì lớn lắm, là nập một cái thư ngỏ để kêu gọi con em xa quê để như hỗ trợ nhân dân trong thôn để xây dựng nhà văn hóa. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ, đến nay tất cả các nhà văn hóa thôn của xã Thụy Hưng được công nhận đạt kiểu mẫu. Là phát huy vai trò tích cực của ban công tác mặt trận các thôn, là vận động bà con kêu gọi con em quê hương ở khắp mọi miền, chúng tôi tổng hợp số tổng số thu, số chi rất rõ ràng. Thế từ đó là có một cái sự thu hút rất lớn về các nguồn vốn để đầu tư cho trọn vẹn hệ thống nhà văn hóa kiểu mẫu của xã Thụy Hưng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy ra nghị quyết số 02 về việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa thôn tổ dân phố kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện có 150 thôn tổ dân phố hoàn thành xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu, trong đó 7 xã có 100% các thôn hoàn thành xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu, đáp ứng các tiêu chuẩn về vị trí, diện tích quy hoạch, quy mô, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, với tổng kinh phí trên 66 tỷ đồng, trong đó trên 41 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thì quan trọng nhất là lòng dân và dân ủng hộ. Thế và đặc biệt nữa là cái quản lý tài chính là phải minh bạch, không quay là đến đâu là phải công khai đến đấy. Thế và minh bạch rõ ràng, thế và ủng hộ được sự ủng hộ của người dân thì sẽ thu hút được cái nguồn đầu tư của dân vào. Ngành văn hóa thông tin thể thao huyện tập trung tuyên truyền kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu, đồng thời huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành 100% nhà văn hóa thôn tổ dân phố đạt kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận từ người dân đã tạo đà sức lan tỏa rộng khắp trong phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu ở Thái Thụy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.